Chiều ngày 8 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với 7 bị can trong vụ án xảy ra tại SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan. Hiện nay, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu đang điều tra vụ án tham ô tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan. Trước đó, ngày 25 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 bị can, nhưng các bị can đã bỏ trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu. 7 đối tượng bao gồm hai cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB Nguyễn Thị Thu Sương, sinh năm 1974, và Đinh Văn Thành, sinh năm 1971, Chi Minh Dũng, sinh năm 1973, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB. 4 thành viên Hội đồng Quản trị SCB Trầm Thích Tồn, sinh năm 1961, Sun Henry Ca Giang, sinh năm 1957, Lam Lee George, sinh năm 1959 và Nguyễn Lâm Anh Vũ, sinh năm 1969, cựu Phó Giám đốc chi nhánh Bến Thành SCB. Sáng ngày 8 tháng 11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu chủ trì Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với đoàn kiểm tra thuộc Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố quốc gia do Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn. Buổi làm việc nhằm kiểm tra, đánh giá toàn diện việc triển khai thực hiện luật phòng chống khủng bố và các văn bản hướng dẫn thi hành, kiểm tra kết quả thực hiện các biện pháp phòng chống khủng bố tại Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót mà đối tượng, tổ chức khủng bố có thể lợi dụng để khủng bố, phá hoại. Đồng thời, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong thi hành luật phòng chống khủng bố để chủ động đề xuất các giải pháp khắc phục, hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống khủng bố. Ngày 8 tháng 11, đội tuần tra cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 thuộc phòng 8, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe cứu thương và xe ô tô của cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, xe cứu thương mang biển số Cần Thơ do tài xế 26 tuổi, trú tại Mỹ Xuyên, Sóc Trăng, lưu thông trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận theo hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi miền Tây. Khi đến đoạn thuộc địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, thì va chạm với ô tô của cảnh sát giao thông đang dừng làm nhiệm vụ tại làn đường khẩn cấp. Tại hiện trường, hai ô tô hư hỏng nặng, vụ tai nạn không có thương vong về người. Theo đơn vị quản lý cao tốc, khi vụ tai nạn xảy ra, hai phương tiện đều nằm sát phần lề đường, nên phương tiện lưu thông từ hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi miền Tây qua khu vực hiện trường không gặp khó khăn. Ngày 8 tháng 11, tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang cho hay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này vừa ký kết luận thanh tra về việc thực hiện quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm trong phòng chống dịch COVID-19 giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2021 đối với Trung tâm Y tế các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Theo đó, giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2021, tổng kinh phí bố trí mua sắm cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang là hơn 72,1 tỷ đồng. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố đã triển khai mua sắm hơn 62,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết luận thanh tra chỉ ra, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thuận chi không đúng mục đích nguồn kinh phí ngân sách hơn 477 triệu đồng. Trung tâm Y tế huyện Giang Thành chi không đúng 17,4 triệu đồng. Riêng Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc sử dụng kinh phí tài trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 không đúng mục đích và mua sắm không đúng dự toán được duyệt. Theo kết luận thanh tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang giao Sở Y tế kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2021 có sai phạm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện Tân Hiệp, Gò Quao, Kiên Lương, Giang Thành, Hòn Đất, An Minh, U Minh Thượng, Kiên Hải
tổ chức kiểm điểm xem xét trách nhiệm trong công tác tham mưu quản lý tài chính ngân sách đối với tập thể lãnh đạo phòng tài chính kế hoạch huyện. Giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2021 có xảy ra sai sót. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, tổ chức kiểm điểm xử lý kỷ luật đối với ông Trung Tấn Thịnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện An Biên, nay là Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, trong việc lãnh đạo, chỉ đạo mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch, trong đó có việc để xảy ra xung đột lợi ích. Tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các ông Lê Công Lĩnh, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc, Trương Hoàng Đức, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, nay là trưởng phòng chứng chỉ, hành nghề và bảo hiểm Sở Y tế tỉnh, Huỳnh Đức Hòa, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế huyện An Biên, nay là Giám đốc Trung tâm Y tế huyện An Biên, Phạm Ngọc Trung, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, Lê Quang Trung, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Gò Quao, Nguyễn Văn Tại, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện An Minh, Hồ Hữu Phước, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Giang Thành, Nguyễn Viên, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kiên Lương, Nguyễn Văn Trực, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất, Bùi Công Minh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Hiệp, Hà Văn Nhân, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thuận, Lê Văn Nhì, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Dòng Riền. Kết luận thanh tra cũng đề nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 5,6 tỷ đồng. Chiều ngày 8 tháng 11, Văn phòng Quản lý Đường Bộ 3.1, Khu Quản lý Đường Bộ 3, Cục Đường Bộ Việt Nam cho biết, khoảng 11 giờ ngày 8 tháng 11, xe khách 45 chỗ lưu thông trên đường tránh hướng Nam Bắc. Đến km 24+150, thuộc địa phận xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, thì xảy ra va chạm với xe máy, rồi tiếp tục va chạm với xe tải lưu thông chiều ngược lại. Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông. Tại hiện trường, phần đầu xe khách và xe tải hư hỏng nặng sau va chạm, kính chắn gió vỡ vụn, xe máy bị văng qua sát lề đường. Vụ tai nạn khiến hai người đi xe máy và tài xế xe khách bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Sáng ngày 8 tháng 11, ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết, đến trưa nay, công tác dọn dẹp tại trường tiểu học Hồng Quang gần như hoàn tất, học sinh sẽ đi học bình thường vào sáng ngày 9 tháng 11. Theo ghi nhận, trường tiểu học Hồng Quang là trường duy nhất phải cho học sinh nghỉ học hôm nay để dọn dẹp sau ngập. Trước đó, đêm ngày 7 tháng 11, trận mưa lớn kéo theo nước tràn vào phòng học, bùn non từ dãy núi phía sau trường, động đầy sân trường và các lớp học. Vì lớp bùn non khá dày, trường phải nhờ bộ đội đặc công 409 cùng xe bồn đến hỗ trợ dọn dẹp.